cạnh những thông tin nóng diễn tiến trong 24 giờ qua, chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2020. Bác vẫn sống mãi trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, trường tồn theo thời gian, mãi mãi tỏa sáng trong hành trình phát triển của nhân dân ta và nhân loại tiến bộ. Mai Anh và Diễm Loan cùng với những người thực hiện chương trình xin được gửi lời tri ân thành kính nhất dành cho người. Còn bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Cho đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 5, Bộ Y tế không ghi nhận ca dương tính COVID-19, đánh dấu 33 ngày không phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện tại, tổng số ca nhiễm cả nước là 324, trong đó có 263 người đã khỏi bệnh. Cả nước vẫn đang còn một bệnh nhân nặng là phi công người Anh, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh. Tình hình dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ, tuy nhiên tại các tuyến biên giới với các nước, người nhập cảnh trái phép vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro bùng phát dịch. Liên quan đến vấn đề này, Trung tâm Y tế quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh vừa xử lý một phụ nữ nhập cảnh trái phép từ Campuchia bằng đường bộ đến lưu trú trên địa bàn phường 5 quận Tân Bình. Cụ thể, tối ngày 13 tháng 5, một người phụ nữ đã đi từ Campuchia về Việt Nam bằng đường bộ qua kênh đào Châu Đốc, rồi đến nhà hai người thân chơi và lưu trú tại đây. Đến sáng ngày 16 tháng 5 thì đến Thành phố Hồ Chí Minh bằng xe khách. Sau khi xác minh thông tin, quận Tân Bình đã cách ly tập trung người phụ nữ và lấy mẫu xét nghiệm, đồng thời điều tra dịch tễ những người tiếp xúc. Chồng và hai con sống cùng chị đã được hướng dẫn cách ly theo quy định. Hộ gia đình được khử trùng. Theo kết quả xét nghiệm lần 1, người phụ nữ và các trường hợp tiếp xúc gần là âm tính với virus gây bệnh COVID-19. Trung tâm Y tế quận Tân Bình đang tiếp tục tăng cường truyền thông các biện pháp phòng chống COVID-19, sẵn sàng triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có trường hợp nhiễm trên địa bàn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Horizon Property Group. Đây là công ty do ông Huy Nhật, chủ chuỗi nhà hàng Món Huế làm giám đốc. Ngoài ra, ông Huy Nhật còn bị một công ty khác tố cáo có liên quan đến hành vi chiếm đoạt 1.200 tỷ đồng thông qua hoạt động kinh doanh của hai công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm Huy Việt Nam và công ty nhà hàng Món Huế. Sau đây là diễn biến chi tiết về vụ việc. Năm 2018, ông Huy Nhật đã giới thiệu 4 nhà đầu tư nước ngoài về việc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Horizon Property Group do ông làm chủ, đang sở hữu dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng Horizon Lanco tại thị trấn Lanco, tỉnh Thừa Thiên Huế, với quy mô sử dụng đất là 162 hectare và kêu gọi các nhà đầu tư cùng bỏ vốn đầu tư vào dự án. Sau đó, 4 nhà đầu tư đã góp số vốn 25 triệu đô la Mỹ vào công ty của ông Huy Nhật tại Singapore. Theo phương thức này, nhà đầu tư sẽ trở thành cổ đông của Horizon Singapore. Sau đó, Horizon Singapore ký hợp đồng cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Horizon Property Group vay tiền để triển khai dự án. Đến cuối năm 2019, sau khi thông tin hệ thống nhà hàng Món Huế của ông Huy Nhật bị đối tác cung cấp thực phẩm tố quỵt tiền được lan truyền trên Internet, những nhà đầu tư nước ngoài nêu trên đã cố gắng liên hệ với ông Huy Nhật nhưng không được nên đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của nhiều chị em phụ nữ vùng nông thôn muốn có việc làm kiếm tiền trang trải cuộc sống, đối tượng Lê Văn Tiến, sinh năm 1994, ở xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, đã cầm đầu đường dây chăn dắt bài mưu tính kế đưa nhiều phụ nữ rơi vào bẫy lừa. Gắn mác tuyển phục vụ lương cao nhưng đằng sau đó là một đường dây chăn dắt đầy ám ảnh. Sau quá trình theo dõi, nắm bắt thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá thành công đường dây này, giải cứu thành công 12 nữ nhân viên phục vụ các quán hát karaoke đang bị khống chế, giam lỏng. Lực lượng chức năng đột kích vào ngôi nhà 3 tầng ở thôn Yên Doãn, xã Đông Yên, huyện Đông Sơn, giải cứu thành công 12 nữ nhân viên có độ tuổi từ 13 đến 16 tuổi đến các huyện miền núi ở nhiều tỉnh trong cả nước. Theo điều tra, đối tượng Tiến, người cầm đầu đường dây, thuê một số đối tượng trong đó có Trần Quốc Tuấn, sinh năm 1998, ở xã Đông Văn, huyện Đông Sơn, đăng thông tin trên mạng xã hội tìm kiếm nhân viên phục vụ tại các cửa hàng với mức lương cao. Khi có người mắc bẫy, các đối tượng này sẽ đón về nơi tập kết và ép buộc đi phục vụ các quán karaoke. Nếu không đồng ý, sẽ bị bắt nhốt vào phòng hành hạ, đánh đập, đe dọa, khiến nạn nhân sợ hãi và làm theo yêu cầu của chúng. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định tạm giữ hình sự Trần Quốc Tuấn về hành vi giữ người trái pháp luật, đồng thời truy bắt Lê Văn Tiến để điều tra làm rõ vụ án.
Xin được tiếp tục chương trình với phần tin về giao thông. Kính thưa quý vị, đang hiển thị trên màn hình chính là hiện trường của vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên tuyến đường 2 tháng 9 hướng từ thành phố Bà Rịa về thành phố Vũng Tàu. Xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 72B01894 của công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải và dịch vụ du lịch Hoa Mai do tài xế Hồ Anh Tuấn điều khiển đến khu vực đoạn cách bùng binh tượng đài dầu khí khoảng 400m thì bất ngờ va vào giải phân cách giữa đường khiến cho xe ô tô văng ngược trở lại và lật nghiêng. Rất may, 4 người trên xe chỉ bị thương, được người dân hỗ trợ đưa ra khỏi xe, chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Đoạn đường xảy ra tai nạn uốn lượn hình chữ S khá nguy hiểm và đã từng xảy ra nhiều vụ tai nạn tại đây. Còn tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời cho 9 nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc 4 giờ sáng giữa xe khách và xe bồn tại khu vực ngã tư Phú Hữu, Nguyễn Trãi, quận 5. Điều đáng nói đây là một trong những tuyến đường nằm trong trung tâm thành phố. Theo quy định, xe tải nặng không được phép lưu thông vào khu vực nội thành từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày, trừ một số tuyến đường hành lang cho phép lưu thông. Nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra, tuy nhiên dù chỉ vài giờ được phép di chuyển, xe tải nặng vẫn gây họa. Đây là nạn nhân trong vụ va chạm. Cả 9 nạn nhân đều là người trên xe khách được ghi nhận đã tông vào xe bồn rồi va tiếp vào một nhà dân bên đường. Sau khi tiếp nhận, các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy đã tích cực cứu chữa chăm sóc cho các nạn nhân. Hiện 6 nạn nhân bị chấn thương nhẹ đã ổn định sức khỏe được xuất viện về nhà, còn 3 bệnh nhân nặng đang tiếp tục được điều trị. Trong đó có một bệnh nhân nữ 64 tuổi bị chấn thương sọ não, tụ máu đang được theo dõi tại khoa chấn thương sọ não. Hành vi phóng nhanh vượt ẩu, đặc biệt là tại các khu vực có tín hiệu đèn giao thông đã từng dẫn đến rất nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Các biện pháp xử lý nghiêm đã được áp dụng với các hành vi cố tình vượt đèn. Và mới đây nhất, luật giao thông đường bộ sửa đổi đang được Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến có nội dung quy định về việc người tham gia giao thông có thể bị xử phạt khi cố tình vượt đèn xanh trong trường hợp đi vào nút giao đang ùn tắc. Vấn đề này đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ các chuyên gia giao thông và người dân. Theo dự thảo sửa đổi luật giao thông đường bộ, tín hiệu đèn xanh là báo hiệu đường đi trừ trường hợp hướng định đi tới đang bị ùn tắc. Nghĩa là trong trường hợp nút giao thông ùn tắc, kể cả có đèn xanh, các phương tiện vẫn phải dừng lại, nếu cố tình vượt có thể bị xử phạt. Dư luận hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều. Nếu mà quy định như thế thì cũng khá phù hợp. Ý thức giao thông thì bây giờ mình mà thấy đèn xanh này, đúng ra là mình được đi, nhưng mà đằng trước nó đang ùn tắc thì mình vẫn phải dừng lại để đằng trước nó đỡ ùn đi, xong thì mình hăng đi, chứ mình tiến lên thì cũng không thể đi được. Nó ùn tắc thì thực ra nếu mà theo thì mình làm theo luật thôi, thì là cứ đèn xanh thì mình đi thôi. Ai thì cũng có việc, nếu mà mình có việc thì mình đi thôi. Nhưng mà luật đấy quy định có phù hợp không anh? Không phù hợp. Theo Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, việc không cho phép các phương tiện vượt đèn xanh khi xảy ra ùn tắc là phù hợp với công tác quản lý giao thông. Vì nếu đã ùn tắc rồi mà các phương tiện vẫn cố tình đi sẽ xảy ra xung đột giao thông, làm cho tình hình ùn tắc càng nghiêm trọng. Tuy nhiên, dự thảo luật cần có khái niệm rõ như thế nào là ùn tắc để thực thi có hiệu quả. Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ hiện đang được thực hiện theo Nghị định 100. Với lỗi vượt đèn đỏ, chủ phương tiện ô tô có thể bị xử phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 1 đến 3 tháng hoặc là từ 2 đến 4 tháng nếu vượt đèn vàng mà gây ra tai nạn giao thông. Trường hợp vi phạm là xe máy, chủ phương tiện có thể bị phạt từ 600 đến 1 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Đại dịch Covid-19 khiến cho các trường đại học phải thay đổi phương thức tuyển sinh theo hướng nới lỏng các điều kiện xét tuyển. Và các trường nghề tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cũng đang rất ráo riết chuyển đổi phương thức tuyển sinh. Nhiều trường tiến hành cam kết việc làm đầu ra cho sinh viên. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Nóng 24 giờ về vấn đề này. Những ngành dịch vụ hiện đang là xu thế chung mà các trường nghề đang hướng tới. Việc chọn ngành học của học viên, sinh viên dần có sự chuyển biến. Thay vì ứng tuyển vào đại học bằng mọi giá, thì trường nghề với những đảm bảo về việc làm sau khi ra trường cũng là một lựa chọn đáng để xem xét. Em đang dự tuyển vào ngành hướng dẫn viên du lịch. Tại vì là như ngành hướng dẫn viên du lịch của mình hiện tại bây giờ thì cái nguồn nhân lực mà để đào tạo bài bản ra nó vẫn đang còn ít. Thế nên nếu như em nắm bắt được cơ hội kịp thời ngay lúc này, ra trường mình sẽ đảm bảo được cái công việc. Tại thời đại công nghệ 4.0 rồi, cho nên là mình đi đâu mình cũng gặp điện hết. Thì cái ngành của em á thì đầu ra nó rất là dễ. Thứ nhất là dễ kiếm việc làm, thứ hai á là nó không khó, mình chỉ cần mình học những cái cơ bản là mình có thể làm được việc. Đại dịch Covid-19 khiến các trường đại học phải thay đổi phương thức tuyển sinh theo hướng nới lỏng các điều kiện xét tuyển. Khi cơ hội vào đại học dễ dàng hơn thì trường nghề sẽ khó khăn trong việc tuyển sinh viên.
nhiều trường đã phải rụt rịch thay đổi chiến lược tuyển sinh bằng cam kết có việc làm sau khi ra trường để thu hút sinh viên, học sinh. Chương trình học cũng được cải tiến nhằm rút ngắn thời gian học, tăng cường khả năng thực hành để học sinh khi ra trường có thể bắt tay ngay vào làm việc. Trước khi tuyển sinh thì chúng tôi đã gặp gỡ các nhà doanh nghiệp rồi. Chúng tôi sẽ tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, cái nhu cầu của họ cần gì cho học viên. Và chúng tôi mời họ về để cùng chúng tôi xây dựng cái chương trình. Và khi chúng tôi xây dựng cái chương trình thích hợp với doanh nghiệp và với cái phát triển của ngành nghề đó, và chúng tôi dạy cho học viên, thì sau khi học viên ra trường, đương nhiên họ sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của doanh nghiệp. Thời điểm mà mùa Covid này, nó cũng đến gần hết thứ hai rồi, cũng là một cái sự khó khăn trong quá trình tuyển sinh. Tuy nhiên trường thì cũng có nhiều cái phương thức tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, hình thức là sử dụng các mạng xã hội, đặc biệt là truyền thông ứng dụng cái công nghệ thông tin. Trường em đang theo học á, thì cái việc thực hành được đặt lên hàng đầu. Thì cái việc em học trên trường học lý thuyết thì cũng có, mà cái phần thức vấn đề thực hành được bổ sung nhiều hơn cái vấn đề lý thuyết, thì sẽ giúp ích em sau này về sau khi ra trường đến với các doanh nghiệp cách dễ dàng hơn. Có được việc làm đúng ngành sau khi tốt nghiệp là nhu cầu chính đáng của mọi sinh viên. Để hóa giải các khó khăn của việc tuyển sinh sau đại dịch Covid-19, các trường nghề phải sẵn sàng các phương án biến nguy nan thành cơ hội. Đào tạo có chất lượng sẽ khẳng định được thương hiệu, uy tín và lợi thế cạnh tranh của mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay.